Ok, xin chào tất cả mọi người. Mình là Tôm Hùng Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ đến một trò chơi có tên là Trap Dungeons 2. Có nghĩa là cái gì bẫy ấy, phần 2 ấy. Mình thì có chơi một cái trò tên là Trap Adventure. Chơi cách đây lâu rồi, 2-3 năm gì ấy, không nhớ nữa. Bây giờ mình sẽ thử chơi trò này nhá. Thì mình thấy trên cái gì nhỉ? Google Play chứ có phần 2 chứ không thấy phần 1 đâu cả. Mình cũng chả hiểu tại sao. Thôi, không nói nhiều nữa. Let's go. Classic. Rồi từ. Để bị tăng tiếng thêm. Mùa đông à? Để... Ủa chết rồi. Ui gì đấy, lúc nãy thì nó bị cái gì thì cũng chả biết, lúc nãy nó bị cái gì ấy. Ui con này khó thế. Ui sao lúc nãy mình nhảy được, con này có gai không nhỉ? Nhảy ok được rồi. Để mình nó bị cái gì đây, tí nó sẽ có một cái gai ở cái chỗ móng vuốt phải không nhỉ? Thì mình phải đi thật cẩn thận nhá. Ê ôi không được rồi, được rồi. Ui ui what, nhanh. Ui cái gì đấy, đoạn này có gì không nhỉ? Đây đây, đoạn này mình nhớ là đã từng chơi ở trong Trap Adventure 2-3 năm trước ấy. Bây giờ mình cũng chả nhớ nữa, mà làm sao nhỉ? Ui 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 ui, suýt thì được rồi. Nháy à, mình nhớ rồi, phải đi lên cái mấu kia rồi nhảy sang. Nháy được rồi. Hay chỉ còn 2 mạng nữa mọi người ơi, chúng ta phải tiết kiệm mạng sống của mình đến mức. Chơi lại thôi, chạy từ đầu thôi. New World ở sau. Một thế giới mới các bạn ơi. Sao nhỉ? Ôi ôi. Ui. Có kiểu gì cũng chết ạ. Ok. Đây nút ngồi à? Rồi chấm than. Sao nhỉ? Phải lọt vào giữa. Ui, mày thế. Sao cái Earthshot Commercial Break? Chán thật đấy. Lên lên cái gì ấy, thật kỳ thật. Sao nhỉ? Ôi nhầm rồi, mình vừa làm một phát highlight đây. Cẩn thận nào. Khó nhỉ. Ôi trời. Ôi chết được. Lên.
lên. Ui, được rồi. Có cảm bẫy gì không? Ui, may thế. Ui. À, cái này nó vẫn vừa đến mình à? Chưa? Có gì không? Ồ. Ui. Nó sao nhỉ? Nó sao? Lên. Ui. Phải nhảy liên tiếp à? Phải nhảy liên tiếp. Tụi mình nghỉ game luôn nha các bạn. Phải đợi cái short commercial này break lâu lắm. Nghỉ đây, không chơi nữa. Tạm biệt các bạn.